Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tết Trần TV. Những ngày vừa qua, rất nhiều tin đồn cho rằng trung vệ Quế Ngọc Hải đã đạt được thỏa thuận với câu lạc bộ Công Hà Nội sau khi rời câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Song điều này có vẻ không chính xác khi mới đây những thỏa thuận liên quan đến việc chiêu mộ của Quế Ngọc Hải vẫn chưa thực sự diễn ra. Nguồn tin của VTC News cho biết trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ không chuyển đến chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội bóng ngành công an từng đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng đến 2 lần, nhưng Quế Ngọc Hải đều từ chối. Ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải, Quế Ngọc Hải ở rất gần với câu lạc bộ Thanh Hóa, nhưng Sông Lam Nghệ An cần trung vệ này cho hành trình trụ hạng và anh chấp nhận ở lại quê hương thêm nửa mùa giải. Hiện nay, hai điểm đến tiềm năng nhất của Quế Ngọc Hải là câu lạc bộ Bình Dương và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội Bình Dương có lợi thế về mặt tài chính, chủ tịch Hồ Hồng Thạch quyết tâm vực dậy đội bóng đất thủ sau mùa giải thi đấu bết bát đối diện với nguy cơ xuống hạng. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẵn sàng chi ra số tiền lớn để có được sự phục vụ của tuyển thủ Việt Nam. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công vừa có mùa giải tương đối thành công cùng với đội bóng miền Trung. Ông cần thêm một trung vệ đẳng cấp nhằm gia cố hàng thủ bên cạnh Gian Clesio. Có một chi tiết thú vị là Gian Clesio từng suýt chuyển đến Sông Lam Nghệ An bởi anh rất muốn đá cặp cùng với Quế Ngọc Hải. Dù không có được phong độ đỉnh cao như 3 năm về trước, nhưng Quế Ngọc Hải vẫn là trung vệ hàng đầu tại V-League. Hiếm có cầu thủ nào ở vị trí này có tố chất thủ lĩnh và tư duy chơi bóng hiện đại như ngôi sao sinh năm 1993. Do đó, anh vẫn được săn đón trên thị trường chuyển nhượng với mức giá cao. Ở chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An được cho là sẽ đôn các cầu thủ trẻ lên nhằm thay thế người đội trưởng của mình. Đây là thời điểm mà nhiều đội bóng tại V-League gặp khó khăn về tài chính và Sông Lam Nghệ An cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, đã có những tin đồn về việc Đình Hoàng và Xuân Mạnh cũng sẽ chia tay Sông Lam Nghệ An. Thái Bá Sang, Hồ Khắc Lương hay Trần Nam Hải được kỳ vọng sẽ tiến bộ vượt bậc ở mùa giải 2023-2024. Ít ngày tới đây thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào những buổi tập để chuẩn bị cho đợt FIFA Days. Và đặc biệt chúng ta sẽ có trận đấu với đội tuyển Palestine diễn ra vào ngày 11 tháng 9 trên sân vận động Thiên Trường. Tuy nhiên có một điều hơi khác biệt và cũng có thể nói là đặc biệt so với những lần tập trung trước đây, khi mà chúng ta chỉ có 4 cầu thủ tham gia hội quân và tập luyện trong những ngày này. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 23 tháng 8 tới. Tuy nhiên, do tính chất của V-League 2023 nên đội tuyển sẽ được chia làm 2 đợt hội quân, cách nhau 5 ngày. Nhóm hội quân sớm nhất gồm 4 cầu thủ là Quế Ngọc Hải vừa chia tay Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Tiến Linh của Bình Dương cùng Nguyễn Tuấn Anh và Đinh Thanh Bình của Hoàng Anh Gia Lai. Cả 4 cầu thủ này đều nằm ở các đội bóng thuộc nhóm đua trụ hạng đã đá xong V-League 2023. Trong khi đó, nhóm hơn 20 cầu thủ còn lại thuộc các đội bóng đua vô địch sẽ bắt đầu hội quân trở lại từ ngày 28 tháng 8. 4 cầu thủ hội quân sớm sẽ tập trung cùng đội U23 Việt Nam do huấn luyện viên Chu Jie dẫn dắt. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ U23 tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm thi đấu từ các đàn anh ở đội tuyển quốc gia. Cũng như thông qua quá trình tập luyện, những cầu thủ của U23 có màn thể hiện ấn tượng sẽ được ông Chu Jie đôn lên đội tuyển quốc gia. Việc để U23 và đội tuyển Việt Nam hội quân cùng lúc vừa giúp bổ sung cho đội tuyển những gương mặt mới có chất lượng cao, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh cho các cầu thủ. Trong đợt FIFA Day sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Palestine vào ngày 11 tháng 9 trên sân vận động Thiên Trường. Cùng đến với thông tin liên quan đến giải U23 Đông Nam Á, tối ngày hôm nay đội tuyển của chúng ta, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U23 Philippines, trận đấu cuối cùng của chúng ta tại bảng đấu của mình. Chúng ta hãy cùng xem mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chuẩn bị những gì trước cuộc đấu với đội tuyển Philippines. Chiều ngày 21 tháng 8, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Philippines. Sau chiến thắng 4-1 trước U23 Lào ở trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang nắm trong tay lợi thế lớn để tiến vào bán kết. Trước khi di chuyển ra sân tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc họp rút kinh nghiệm với các cầu thủ thông qua phân tích băng hình về những ưu nhược điểm trong trận đấu vừa qua. Ông cũng động viên các học trò tập trung nghỉ ngơi và nạp năng lượng để có được sự hồi phục tốt nhất cho trận đấu kế tiếp. Do vừa trải qua thi đấu nên ở buổi tập, các cầu thủ chỉ vận động với khối lượng vừa phải, chủ yếu thư giãn với trái bóng và hít thở bầu không khí ngoài trời. Riêng nhóm cầu thủ dự bị vào sân thay người trong trận đấu với U23 Lào được tăng thêm cường độ vận động nhằm duy trì thể lực. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày hôm nay. Nhiều khả năng, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ có sự thay đổi về nhân sự trong đội hình thi đấu nhằm tạo cơ hội tối đa cho các cầu thủ được vào sân, đồng thời cũng là sự tính toán để đảm bảo lực lượng tốt cho U23 Việt Nam trong điều kiện thi đấu với mật độ 2 ngày một trận. Trước buổi tập, tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Đức Việt cũng đã có những quyết tâm trước trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Thì sau trận đấu hôm qua thì khi trở lại khách sạn thì thầy Tuấn cũng động viên anh em và nhắc nhở anh em phải nghỉ ngơi và tập trung hồi phục để chuẩn bị tới
trận đấu tiếp theo. Anh em nghĩ thì trận đấu đầu tiên thì khi nào cũng khó khăn, cho nên là toàn đội cũng gọi là chưa tập trung và chưa gắn kết được với nhau, thì cái việc thầy la thì em nghĩ là việc bình thường. Em sẽ cố gắng và cải thiện ở các trận tiếp theo. Thầy động viên bọn em và nhắc nhở bọn em cố gắng khắc phục để có thể tiến bộ hơn. Có thể là ngày mai bọn em sẽ họp đấu pháp và đưa ra cái đấu pháp hợp lý nhất để có thể thi đấu và đá với Philippines. Thế em nghĩ thì nó cũng không gọi là trên lệch mấy, vì cái toàn đội cũng đã tập cùng nhau và một khoảng thời gian rất dài rồi, nên em nghĩ là cái việc hòa hợp thì cũng sẽ một sớm một chiều thôi. Em nghĩ là nó chưa tốt, tại vì toàn đội cũng chưa có gắn kết và có thể chơi bóng được với nhau. Nhưng mà em nghĩ là toàn đội sẽ cải thiện và cố gắng trong các trận đấu sắp tới. Tất cả mọi người cũng đều cố gắng, nên là bọn em cũng không quan tâm kiểu như là mấy cái việc mà họ chửi hay là họ như thế nào. Bọn em chỉ kiểu việc là tập trung, cố gắng và cống hiến cho nước nhà. Em học hỏi từ anh Tiến là anh ấy rất điềm tĩnh và rất dài dặn kinh nghiệm so với tuổi của anh ấy. Dạ thì anh em cũng nói chuyện và chia sẻ với nhau rất nhiều, cho nên là cũng hợp với nhau, ảnh hưởng đến thể lực rất nhiều, nên bọn em phải cố gắng nghỉ ngơi và sinh hoạt ăn uống điều độ để có thể đạt được cái thể lực tốt nhất. Đối thủ của chúng ta thì sao? U23 Thái Lan đã giành quyền vào bán kết với 3 trận thắng. Mặc dù vậy, họ vẫn đang rất để ý đến U23 Việt Nam. Bằng chứng là mới đây thì huấn luyện viên trưởng của U23 Thái Lan đã dành những lời khen có cánh dành cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. U23 Thái Lan là đội đầu tiên vào bán kết tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Chủ nhà của giải đấu đã thắng Campuchia, Myanmar lẫn Brunei để đi tiếp. Dẫu vậy, huấn luyện viên U23 Thái Lan vẫn cho rằng đội bóng mà mình đang dẫn dắt vẫn xếp sau U23 Việt Nam trong cuộc đua đến ngôi vô địch giải đấu. Nói với báo giới, huấn luyện viên Isara Sritaro của U23 Thái Lan cho hay: Việt Nam là đội mạnh nhất giải năm nay, họ vô địch giải kỳ trước và cũng có thể chơi rất tốt tại giải đấu năm nay. Ban huấn luyện Thái Lan sẽ xem xét kỹ từng chi tiết để tìm ra đối sách phù hợp nếu gặp Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trên sân. Đối thủ tiếp theo của Thái Lan sẽ là đội nhì có thành tích tốt nhất trong số các đội nhì ở ba bảng. Đó có thể là U23 Indonesia hoặc chính là U23 Việt Nam. Lúc này, chúng tôi chưa biết chính xác sẽ gặp Indonesia hay Việt Nam. Chưa thể đưa ra nhận định đối thủ nào khó chơi hơn. Nhưng trong bóng đá, muốn vô địch phải đánh bại đối thủ mạnh nhất. U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan trong trường hợp đội thua Philippines với khoảng cách không quá 3 bàn trong trận cuối bảng C ngày hôm nay. Đó là về những chia sẻ của U23 Thái Lan về U23 Việt Nam. Vậy còn U23 Indonesia thì sao? Trước giải đấu này, Indonesia cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, với việc chỉ giành được 3 điểm sau 2 trận đấu, U23 Indonesia phải chờ trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Philippines kết thúc mới biết được liệu mình có được vào đến vòng trong hay không. Chính vì những kết quả đáng thất vọng như thế, cổ động viên của đội bóng Indonesia đã yêu cầu, mong muốn đòi sa thải huấn luyện viên Shin Tae-yong. Truyền thông Indonesia cho biết, phong trào đòi huấn luyện viên Shin Tae-yong từ chức đã nổi lên sau thành tích không tốt của U23 Indonesia ở vòng bảng U23 Đông Nam Á 2023. Theo đó, đội bóng của huấn luyện viên người Hàn Quốc này dẫn dắt thua 1-2 trước U23 Malaysia và chỉ thắng chật vật U23 Đông Timor với tỷ số sít sao 1-0. Trước đó, cũng lứa tuổi này, U23 Indonesia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội Indra Safri đã giúp cho đội bóng xứ vạn đảo giải cơn khát vàng sau khi giành huy chương vàng SEA Games 2023 sau 32 năm chờ đợi. Hình tượng tương phản ấy đã khiến cổ động viên Indonesia so sánh và tạo sức ép lớn đối với ông Shin Tae-yong. Một số cổ động viên đội tuyển quốc gia cảm thấy phong độ của đội trong 4 năm dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong không có sự tiến bộ đáng kể nào. Hơn nữa, nhiều người đang so sánh thành tích của U22 Indonesia của huấn luyện viên nội Indra Safri dẫn dắt đã vô địch SEA Games 2023. Thật là lãng phí tiền bạc, huấn luyện viên Indra tốt hơn. Tờ Bola đánh giá và trích dẫn lời của cổ động viên Indonesia. Một tờ báo khác của Indonesia cho biết, trong 4 năm huấn luyện các đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Shin đã dẫn dắt Indonesia ở 10 giải đấu quốc tế. Thành tích tốt nhất của ông Shin là lọt vào tới chung kết AFF Cup 2020. Các giải đấu còn lại đều thua sớm.
hợp đồng của huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ hết hạn vào tháng 12 năm 2023. Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn còn cân nhắc liệu vị trí của ông Shin sẽ được gia hạn hay sẽ thay thế bởi một huấn luyện viên khác. Một cuộc đọ sức khác cũng rất đáng chú ý trong buổi tối ngày hôm nay, đó là trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng FC và đối thủ của họ chính là Incheon United, đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường, cầu thủ hiện đang khoác áo Hải Phòng FC. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu Hải Phòng FC sẽ có sự chuẩn bị như thế nào trước đội bóng Incheon United. Ở trận đấu sơ loại AFC Champions League, Hải Phòng đã vượt qua Ranger của Hồng Kông với tỷ số đậm 1-4 trên sân khách. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hành quân đến Hàn Quốc đối diện với một thử thách thực sự lớn ở trận đấu thứ hai, đó là câu lạc bộ rất mạnh Incheon United. Incheon United không phải quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đây là câu lạc bộ mà hai cầu thủ Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường đã từng đầu quân. Câu lạc bộ Hải Phòng đã đáp chuyến bay suốt đêm ngày 20 tháng 8 để đến Hàn Quốc. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết, từ Việt Nam đến Hàn Quốc chỉ có chuyến bay này là hợp lý. Chúng tôi bay suốt đêm và không ngủ được. Nhưng chúng tôi sẽ chơi một trận đấu tuyệt vời nhất, mạnh mẽ như ý chí của chúng tôi. Đánh giá về trận đấu với đối thủ Incheon United, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phát biểu, chúng tôi bước vào trận đấu rất thoải mái vì biết Incheon là đội bóng mạnh của Hàn Quốc. Chúng tôi muốn sang đây để được học hỏi, được cọ sát xem trình độ của chúng tôi đến đâu. Đá với Ranger sẽ khác với Incheon rất nhiều. Vì Incheon rất mạnh, chắc chắn có thời điểm chúng tôi sẽ pressing, có thời điểm chúng tôi sẽ lùi về sân nhà. Ban huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã nghiên cứu kỹ lối chơi, lực lượng của Incheon United. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết, tôi đánh giá cao khả năng của hai cầu thủ số 9 và số 11 của Incheon. Khi được hỏi về tầm quan trọng của AFC Champions League, huấn luyện viên Hải Phòng đánh giá, ra đấu trường AFC Champions League là điều rất vinh dự đối với bất cứ đội bóng nào. Câu lạc bộ Hải Phòng ra AFC Champions League để được học hỏi nhiều hơn. Truyền thông Hàn Quốc rất quan tâm đến cầu thủ Lương Xuân Trường vì anh đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Hàn Quốc này. Các phóng viên đã đặt câu hỏi cho huấn luyện viên đội Hải Phòng. Ông có tham vấn Xuân Trường về đấu pháp của Incheon hay không? Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã phát biểu, thời điểm mà Xuân Trường thi đấu cho Incheon đã lâu, đấu pháp thay đổi nhiều, chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ qua băng hình. Đội trưởng Hải Huy nhấn mạnh, đối với bất cứ cầu thủ nào, khi được thi đấu ở AFC Champions League sẽ rất vinh dự. Mặc dù khoảng cách bóng đá giữa Hàn Quốc và Việt Nam là rất lớn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giữ được niềm vinh dự tham gia AFC Champions League. Liên đoàn bóng đá châu Á mới đây đã công bố nhóm hạt giống trước thềm lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League. Với nhóm hạt giống mà chúng ta sẽ thấy sau đây, nhiều khả năng Hà Nội FC sẽ rơi vào bảng tử thần của giải đấu này. Liên đoàn bóng đá châu Á mới đây đã công bố nhóm hạt giống trước thềm lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League 2023-2024. Theo đó, đương kim vô địch V-League, câu lạc bộ Hà Nội nằm ở nhóm 3. Trong khi đó, Hải Phòng nếu vượt qua vòng loại sẽ nằm ở nhóm 4. Việc rơi vào nhóm 3 giúp đội bóng thủ đô tránh được việc đối đầu với những Kaya FC loi loi của Philippines, Johor Darul Tari của Malaysia, Melbourne City FC của Australia, Lion City Taylor của Singapore. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô có nguy cơ rơi vào bảng đấu với những đối thủ mạnh như Ulsan Hyundai, Genbuk Hyundai Moto FC của Hàn Quốc, Yokohama Mariners, Kawasaki Frontale của Nhật Bản. Giai đoạn vòng bảng AFC Champions League 2023-2024 dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023. Có tổng cộng 40 đội thi đấu vòng bảng để giành 16 tấm vé tiến vào vòng loại trực tiếp. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 8 tại Kuala Lumpur, Malaysia. 40 đội sẽ được bốc thăm chia thành 10 bảng, mỗi bảng 4 đội. 5 bảng đến từ A đến E ở khu vực Tây Á, trong khi khu vực Đông Á có 5 bảng từ F đến G. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tất Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.